Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay thì đã từ rất lâu rồi mình đã không solo squad trong cái map sa mạc nữa, đúng không anh em? Bởi vì một lẽ là bắn ở cái map sa mạc này đi tìm người rất là sốt ruột. Tuy nhiên thì do anh em yêu cầu quá nhiều, vì vậy hôm nay mình quyết định là sẽ làm một trận đấu solo squad ở cái map sa mạc này anh em nhá. Rồi, như vậy là quyết định nhảy xuống sa mạc tin là một quyết định sai lầm rồi. Chẳng có một ai cả. Hơi buồn một tí anh em ạ, nhưng mà thôi. Mình sẽ loot đồ thật nhanh, sau đó là đi tìm người để gọi là combat anh em nhá. Ô, cái nồi gì đấy? Oh, tôi nghe thấy bạn rồi. Chạy đi đâu? Đi chết đi. Nằm yên nghỉ đi. Cố gắng bò làm cái gì? Đã xuống sau lại còn vào đúng căn nhà của Tuấn nữa thì gọi là giới hạn nào cho chúng ta đây? Làm sao mà sống được? Ok, mình sẽ kiếm một khẩu súng AR nào đó, sau đó là có lẽ là mình sẽ đi luôn anh em ạ. Có M4 rồi này. AR có rồi nhưng mà mình cứ loot thêm một tí nữa đi. Mình cảm giác như vậy là chưa đủ. Ui, vãi nồi dầu thế. Ui, mới loot được có đúng cái tầng 1 mà đã cảm thấy dầu như thế này rồi thì không biết là tầng 2 đấy như thế nào, mình phải khám phá nốt mới được. Đấy, lại được cái scope 3 này. Bây giờ mà kiếm được khẩu súng DMR hoặc SR nào đó là hợp lý đấy anh em ạ. Mình định là loot khẩu súng AR xong mình đi luôn anh em ạ. Nhưng mà mình thấy ui. Mình thấy căn nhà này nó giàu quá cho nên mình phải loot thêm một tí nữa. Bắn nhau ở đằng sau à? Mình nghĩ là cái tiếng súng này thì có lẽ là các bạn đang bắn nhau ở cái chỗ sau cái hàng rào. Nghe thì giống mấy con boss đang bắn nhau lắm anh em ạ. Để mình đến mình thám thính xem nó như thế nào nhá. Biết đâu bất ngờ lại vớ được hai mạng boss. Ô, đâu rồi? Ô, boss bắn nhau xong rồi độn thổ luôn à? Mất tích này anh em này. Để trả lũa. Vừa thấy bắn nhau ở đây mà. Gì lý? Chín chá, đù má, con cá, đâu mất tiêu rồi. Vâng, như vậy là chúng ta đang được đến với bộ phim mất tích. Lại có tiếng bắn nhau ở trên kia nữa cơ. Để mình đi mình xem có con xe nào không, xong sau đó mình sẽ khiển con xe đi lên trên đấy. Chắc là con boss nó lại gọi là độn thổ lên trên chỗ ở trên rồi. Xem có con xe nào không nhỉ? Quanh đây xe pháo đâu hết người ta. Ô, xe pháo đâu vậy anh em nhỉ? Sao mà team anh nghèo dã man vậy? Để trả lũa. À, đây rồi. Có một con buggy, thôi đi tạm. Người ta thường hay nói là có nó méo mó ăn không. Đấy. Úi giời ơi. Vâng, trên kia mấy con boss đang bắn nhau rất là sung. Mình nghĩ là hai con boss nó đang bắn nhau ở chỗ viền tường ấy, là nó độn thổ lên trên đấy nó bắn nhau tiếp rồi. Phía xa xa còn có một cái flare gun đang gọi là tỏa nắng kia kìa. Ok, mình sẽ đi lên trên này ăn hai con boss, sau đó là đi tìm flare gun luôn anh em nhé. Nhanh, không flare gun nó tắt bây giờ. Hay là mình bỏ luôn nhỉ, mình đi mình nhặt flare gun nhỉ. Thôi cứ liếm tạm hai con boss cho nó ấm bụng đã. Lên nào. Đi đi em ạ. Wow, cái đồ gì đấy? Không phải boss à? Hết ổn. Vãi đồ gì mẹ. Vãi đồ gì mẹ. Xong. Như vậy là một thanh niên. Ui, sai lầm lối tiếp sai lầm thế mà không bị chết anh em ạ. Đầu tiên thì tưởng là boss, lao lên thì là người. Sau đó bắn
mình nhớ mình đâm chết một người này, sau đó là bắn nốc hai người, mình tưởng là team này có ba thôi, ai ngờ lại là bốn anh em ạ. Ui, pha này là một tình huống mà mình đã phán đoán sai rất nhiều luôn, thế mà không chết anh em ạ, đúng là phúc lớn mạnh lớn. Úi giời, có luôn x8 à? Thế thì mình xin nhá. Ui, team này giàu thế, lút ở trên đây, lút ở trên cái khu nhà này mà giàu dã man vậy. Được rồi, đi tìm cục flagan nào, mình nhớ là nó vừa được bắn ra ở hướng này. Đi theo hướng flagan, đi theo ánh dương nè, ánh mặt trời. Rồi, cứ dạo dạo xem có nhìn được cục flagan nó đang ở đâu không. Không biết là khu này có người không nhỉ? Khu này không có người rồi anh em ạ. Để rồi, không nhìn thấy cục flare ở đâu nữa cơ. Rồi, mình cứ đi theo cái hướng cái đẹp. Ui, dừng. Ui, cái đà xe nó ấn cái nút dừng mà lại ấn tuyệt anh em ạ, lại không dừng. Ui, chết đi. Đẹp. Ô, là lá. Ui, trong cái khu bower này đang bắn nhau hay sao ấy. Cái tiếng súng này chắc chắn là tiếng người, không phải là tiếng boss đâu anh em ạ. Được rồi, mình sẽ vào khu power này luôn. Sao vừa rồi mình đi qua các bạn ấy không bắn mình nhỉ? Đấy, tí nữa là bỏ qua một đống mạng rồi. Bây giờ thì lại nghe giống tiếng của boss. Nói chung là không biết đâu mà lần anh em ạ. Tôi cứ đến thám thính xem nó ra làm sao. Giờ người boss nó cứ đẫn lộn, chả biết đâu mà lần. Nào, xem boss này. Ui, cái gì mà cầy gớm thế. Nào. Ô, anh nhân đứng kia làm gì đấy? Ngắm cái gì đấy? Ô, vẫn còn đang lút đồ anh em ạ. Đù má con cá. Ngắm cái gì đấy? Chết đi. Còn đứng ở trong kho này. Mia Thu 1891. Bạn nấp ở đấy à? Thôi cứ để cho bạn đấy bỏ ở đấy đi. Ra mình ăn mấy con boss đã. Gạt hết. Ơi, đừng lại cho mày. Ui thôi, final mất rồi. Đệt. Ơ đệt. Giờ này nó vẫn còn bắn. À, mấy thanh niên này. Ô, thanh niên này cầm flare này. Ô đệt. Thế là người rồi. Trời đi. Như vậy là ở mình hiểu vấn đề ở đây rồi. Có nghĩa là mấy thanh niên này đang đi ra ăn boss. Đấy, xong rồi gặp mình. Thế là đời các bạn ấy rẽ sang hẳn một trang mới luôn. Đấy. Thế nên ấy, ăn boss là phải nhanh, gọn. Đừng có nhây. Ăn boss mà nhây là đắng đấy. Còn có cục thính đang ở gần mình này, mình sẽ lút nhanh xem là mấy thanh niên này có súng flare, không biết là có cầm súng thính nào không. Check qua một chút xíu đã. Còn có thanh niên ở trong nhà kho kia mình còn chưa gạt đâu. Mình thấy bạn ấy nằm ngoan ngoãn ở trong cái khe đấy, cho mình để nguyên cho bạn ấy cái đệt. Vai nổi thanh niên bỏ ra đây chết ạ. À đủ con chuột chủ. Lại giấu đồ ở đâu rồi đấy. Vừa rồi là bạn ấy ở cái góc này. Hay là góc này nhỉ? À đẹp. Giấu đồ rồi anh em ạ. Thôi được rồi, bạn thích giấu đồ thì mình cũng có thiếu đồ đâu. Mình ra mình lấy con xe, sau đó mình sẽ chạy đến cục thính tiếp theo nè. Xem có ai đi nhặt thính không nào. Ngon quá. Cứ tưởng không ăn được kill nào. Đang định gọi là đang định ra làm game mới anh em ạ. Chứ thế này thì chán chết. Thì ăn được 2 sờ quát thế này ấm bụng rồi. 11 liếm được 11 kill như thế này là báo hiệu đây sẽ là một trận đấu thành công của Tuấn HC đây. Bơm ít nước lên rồi đi ra cái cục thính thám hiểm tí anh em nhá. Chơi ở cái map sa mạc này nói thật với anh em rồi, chỉ có đi nhặt thính này thì may ra còn có người, chứ đi mà đến mấy khu đông đông ấy, chả thấy người ngợm cơ cả.
nào nó cũng gọi là lạnh ngắt như tờ. Từ từ tôi nhìn thấy bạn đấy rồi. Con xe ở đây này. Rồi đang đứng ở cạnh mấy con xe hỏng. Để mình quăng cho thanh niên này mấy trái led. Liếm led này. Đắp cả lửa ra chơi mình anh em ạ. Ra đây. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. Rồi chạy ra sau nhà vệ sinh rồi anh em ạ. Lại lúc nhà vệ sinh rồi. Lại chạy. Thế này Phải đuổi. Không thể để bạn ấy chạy được. Chạy đâu cho thoát. Lubakachi. Dám đi nhặt thính à? Quá liều lĩnh. Đây rồi. Chạy đi đâu. Ô, có tiếng. Úi giời. Con boss này. Lại Silent AR. Có thể là cho tôi compare được không? Thề luôn anh em ạ. M4 mà lắp Silent vào sấy đạn nó cứ bay. Cực kỳ ghét. Không biết là anh em nào có cái sở ghét giống như mình không? Mình ghét G Zoza anh em ạ. Được. Từ từ. Tôi nhớ là tôi vừa đáp cái Silent ra đúng không? M4 lắp Silent không sướng, nhưng mà Gorza sắp lắp Silent là chắc chắn sướng. Đâu rồi? Đây. Thế thì mình cái đèn. Thế thì mình phải xuống cái thanh niên kia để loot xem là bạn có đạn 7 không nào. Đâu rồi? Bạn ấy chết ở đâu ấy nhỉ? Tôi đánh con xe đi cho nó đỡ ngại anh em ạ. Mình là người săn chạch mà, đi đâu cũng phải xe pháo. Nào, đây xem anh thanh niên này có đạn 7 không? Cái đệt trả lụa giết zone gì lắm thế? Từ nãy đến giờ mấy quả giết zone ở đây rồi? Muốn giết tôi hay gì đây? Mới làm được có 13 mạng giống như kiểu hệ thống nó đang ghét mình hay sao ấy? Thả giết zone quanh mình liên tục luôn. Bực thật sự. Có tiếng xe. Rồi. Nào. Rồi K98 sẵn rồi đây. Lên xe ngồi đi bạn. 1 viên. 2 viên. 3 viên. Ôi đệt. Vậy mà không chết. Chạy đâu con sông. Ui. Ui cái nồi gì đấy. Ui. Ui thần linh ơi. Cái đệt trả lụa. Vãi nồi. Ui tiếng bắn ra. Ui vai trưởng. Đủ má con cá. Từ lễ đến giờ giết zone nó cứ đổ ở quanh mình thôi. Hai nồi quả đấy. Ui quả đấy. Tưởng toang thôi anh em ạ. May sao không toang. Rồi thanh niên. Đây rồi. Mẹ nó vướng cái cây này nó mới bực chứ. Chết. Hai nồi vướng cái cây quá. Mọi bạn ơi, buông tay đi. Đừng cố gắng nữa. Đây rồi. Sao không trúng? Đùa tôi à? Rồi rồi, thay quả đạn này xong mình sẽ làm một pha giáp lá cà luôn anh em ạ. Không thể để như này cười vào mặt mình. Rồi, vẫn đang loay hoay ở cái cục đồi này anh em ạ. Nào lên đây. Sai lầm rồi. Đứng ở góc thoáng như thế mà không bắn được mình. Lại giết con thủ má con cá. Thôi. Như vậy là quá đủ rồi. Anh em thấy chưa? Mình giống như kiểu gọi là lam châm thu hút giết con ấy. Từ nãy giờ ở đây là phải 4 phát giết con rồi. Vừa rồi mình đã phải chui xuống nhà vệ sinh mình trốn rồi. Còn lại
thêm chiếc tôn nữa, mình lại chui vào trong nhà vệ sinh mình trốn nữa. Mình sợ là kiểu đi là không kịp ra khỏi là nó đổ chết. Lúc bắn cái thanh niên kia lại chết tôn nữa. Xong bắn xong lại chết tôn tiếp. Để thôi toàn ok đẹp trâu thế, bạn không chạy thoát được mình đâu. Tobi không tình yêu à, không bơm máu à? Không bơm máu là chết rồi. Đây phá hộ bạn con xe của mình luôn nhá. Ui thơm thế nhở, hợp lý thế nhở. Rồi ra lúc cục thính xem có ốp không nào. Trời điệu quá liều, đáng nhẽ lúc đấy phải nhân cơ hội vác bắc ghi nó chưa hỏng thì cứ thế mà phóng đi thôi, lại còn dừng lại. Nào úm ba la ra ngay khổ ốp. Ui rồi ôi, vâng lút đến bao nhiêu cục thính rồi bây giờ mới thấy ốp. Ơ, lại bắc ghi. Nghe vẻ trận đấu này các bạn mới thích đi bắc ghi thế nhỉ. Đâu? Toang. Ui. Cái nồi gì đây? Đệt trà lụa. Anh. Bắn đâu vậy? Anh rồi ôi. Anh. Ui. À, được rồi. Bạn bắn mình đúng không? Rồi, mình sẽ tính món nợ này với bạn. Để trả lụa. Hụt mất thanh niên đi bắt ghi nhưng mà lại ăn được một mạng ở bên đường anh em ạ. Không sao cả. Đây rồi, tôi thấy bạn đấy rồi. Ok. Rồi, đến mình giả ngu, mình giả ngu tí nhá. Giả ngu. Okay. Lên đây. Từ từ, uống đầy nước đã. Có khi làm cú gọi là băng đường nhỉ. Không, băng đường pha này dễ bị sấy chết lắm. Cái đồi đấy nó quá dốc. Mình không thể nào mà tự tin thái quá như thế được. Nào lên đây, thò đầu lên này. Vâng, giả ngu tí thôi. À, định lấy xe đi đâu. Bỏ cái mạng lại. Ôi, trúng một viên thôi. Để thêm viên nữa này. Đệt. Trời điêu. Quả đấy sao lại không trúng đầu anh em nhỉ? Trúng trừ nó đầu thì có vẻ là mọi thứ nó easy hơn rồi không? Nào. Bạn có muốn trả thù mình không? Bạn lao đến đây. Lao đến đây trả thù mình đi. Còn chờ đợi cái gì nữa. Đây rồi. Úi trời ơi. Này, phát tiếp theo này là sẽ là một phát vào đầu chứ không phải là lật xe. Ui, bốc khói. Ui. Thôi rồi, dừng xe rồi anh em ạ. Đền. Chạy đi này. Lại công vinh rồi, lại thích giang lạc rồi. Đẹp. Được rồi. Một khi đã là hai khi nhá. Bảy luôn, không có gì mà phải xoắn cả. Nào. Giờ thì bạn trốn đi đâu được đây? Kia rồi, xe của bạn đấy ở kia rồi. Không chạy được đâu sói ạ. À, trên đồi lại còn có thanh niên đang bắn nhau nữa à. Nguy hiểm thế nhỉ. Có khi nào mình đang đẩy cái bạn ở dưới này, tự nhiên bạn trên đồi bạn thò ra bạn bắn mình không? Cũng ghê đấy. Được rồi. Từ từ để mình tính đã anh em ạ. Hơi đau đầu đấy. Xem nào. Nếu mà thôi cứ bắn cái thanh niên ở dưới đi đã. Giải cái gì dễ chúng ta làm trước đã. Như giải một bài toán đi. Nào. Từ từ, mình có lẽ là mình sẽ
công thẳng hay là đi vòng bây giờ nhỉ? Công thẳng đi. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai đúng không anh em? À, còn đang bắn nhau à? Rồi, xong đời nhá. Xong đời con sói gian ác nhá. Đi chết đi. Lối thoát nào cho bạn đây? Khi mà Tuấn đã ở đây rồi thì cái chết nó giống như kiểu gọi là được định sẵn rồi. Đấy, người ta gọi là cái định mệnh. Không thể nào mà có thể gọi là từ chối tử thần được. Ô, như vậy là chỉ còn có hai người nữa thôi. Ui, thế thì chắc chắn là thanh niên ở trên đồi rồi. Ok, mình sẽ vòng lên trên đồi anh em ạ. Phải vòng. Đằng sau này mình nhớ là có một cái lối lên. Mình nhớ map mà. Anh em chơi là phải nhớ map, nhớ cái địa hình ấy. Để những cái tình huống như thế này còn xử lý được. Bởi vì là cái tình huống này chắc chắn là các bạn phải lên. Bởi vì nếu mà ở dưới tí nữa có thể là các bạn sẽ bị chết ngoài bo đấy. Cái vách núi này dễ nó lại co vào phía ở đằng bên này là coi như là cuộc đời các bạn toang đấy. Cái góc này lên được. Góc này lên được, đây. Anh em không cần nhảy nhá, cứ đi thôi. Cứ đi xuôi theo cái đường thoải ấy là các bạn lên được cái đồi thôi. Mấy cái đồi ở trên sa mạc ấy có mấy cái góc mà các bạn không cần phải nhảy đâu. Nhảy là bị trượt chân nha. Anh em cứ đi theo cái đường thoải ấy là lên hết. Đâu rồi? Ủa, bạn ấy trốn đâu ta? Trốn đâu rồi nhỉ? Đệt. Khổ thật sự. Rõ ràng nghe thấy tiếng súng ở trên này. Và bây giờ tìm thì lại không ra. Có khi nào ở bên nửa bên kia không? Đệt. Khổ nhất là cái kiểu mà còn 1 với 1 mà phải đi tìm này. Đau đầu thật sự anh em ạ. Bạn ở đâu bạn lên tiếng cho mình một cái để mình biết nào. Cho nó đỡ phải gọi là mò kim đáy bể như thế này. Biết đến bao giờ chúng ta mới gặp được nhau. Thôi rồi, thích nhây thì mình cứ nhây. Nhây theo vòng bo luôn. Mình cũng đang ở sát vòng bo rồi nên chả sợ. Mình đang ở cái vị trí trên cao, rất là lợi thế luôn anh em ạ. Bạn ấy sẽ không thể làm gì được mình. A hi hi. Nào. Cũng không nghe được thấy tiếng chân luôn mà rõ ràng vừa nghe thấy bắn nhau ở dưới này. Đã thử trái bom ở đây xem nào. Mấy cái khe khe này dễ hay có người lắm đây này. Phải đi tìm thôi ông giáo ơi. Đây rồi, cuối cùng cũng nghe được thấy tiếng chân của bạn đấy. Đây à, đây. Đệt. Ngu người, có pha sấy người ta gọi là ngu người đấy anh em. Ui, cái chỗ này cao lắm. Nhảy xuống là chống tay một cái là toang đấy. Không được. Mấy lần chết ngu vì cái quả chống tay rồi. Giờ không thể chết ngu thêm một lần nữa được. Ô, cháy đâu đây? Ô, cháy đâu đây? Ô, chạy đi đâu đấy? Chạy đi đâu đấy? Ui, thanh niên chạy mất rồi. Thôi có khi mình phải xuống rồi anh em ạ. À, chạy rồi. Tôi thấy lom rom rồi. Ui, anh em thấy tôi nhảy đỉnh không? Không mất máu luôn. Ui, người ta gọi đấy là đẳng cấp. Người ta gọi đấy là bí thuật. Nào, chạy ở viên núi chứ gì. Nãy rồi, tí nữa là toang. Nào. Thôi giờ là bạn hết cơ hội rồi đấy. Giáp lá cà là coi như bạn hết cơ hội rồi. Lại còn bắn M4 nữa thì định mệnh. Thì cái định mệnh của bạn đã được xác định rồi. Ok, như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu solo squad ở trong cái map sa mạc rồi. Các bạn thấy sao về trận đấu solo squad này của mình? Và các bạn có muốn mình làm nhiều clip solo squad ở trong cái map sa mạc hay không? Hãy comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới bình luận của video clip này nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo của Tuấn HC. Bye bye.